Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đâu rồi? À đây à? Đây à, tưởng ở đâu cơ? Đây à, tưởng ở đâu cơ? Làm sao đấy, lên bản đi. Lên bản đi mày. Một đứa này, bạn đó này. Bạn đó hả? Đứng lại mày, làm sao đấy? Muốn xanh mộ không? Muốn xanh mộ không em? Lên bảng, xong. Clear rồi bạn này. Mấy thằng rơm rơm này tính tiền gì? Ơ bọn này không xài đạn thử liên à? Nghèo thích nhở? Này kia cho này. Cho xin 1-2 băng ông ơi. Có 1 băng thôi. Ok ok, thank you. Từ từ để mình cuốn máu cái đã. Quên, nãy giờ chưa cuốn máu này. Cuốn máu luôn cho full chơi game cho tự tin anh em ơi. Đó, let's go. Kiếm thật đồ nào mọi người. À bên dưới này, bên dưới mình thấy là có đạn tiểu liên nhá. Xuống đây lượm đạn tiểu liên này, có đạn súng trường này. Rồi nhá, đạn tiểu liên này ngon. Mình sẽ vứt đạn shotgun đi, đơn giản là mình có sai shotgun đâu. Xưởng nhá. Đấy, xưởng có khí đâu mày. Lên trên này tích cực săn mạng nè mọi người. Mình ăn tặng bên này một con. Chờ tí ông ơi, chờ tí ông ơi. Xưởng SDA sau container. SDA sau container hả? Rồi let's go. Tưởng gì chưa đấy hả? Công thẳm luôn ông. Tôi cũng đang vào rồi này ông này. Hạ nó chưa? Thằng bé chơi liệu choáng cơ. Chạy à? Chạy hả em ơi? Chạy hả em ơi? Chạy này. Lên bảng chứ chạy gì hả em? Ok mọi người. Ngon lành nhé, let's go thôi. Ê bây giờ là phải xem kiếm thêm đạn tiểu liên. Cũng như là mình sẽ kiếm thêm máu cái đã. Bắn gì đấy, định chơi mình à Dũng? Ừ, mình bắn trước, sợ cậu trô thôi. Ai thèm trô đâu làm gì? Đùa, tôi có như sát thủ đâu. Chúng ta là những người anh em thiện lành cơ mà Dũng. Xem bo thủ ở đâu anh em ấy. Đây rồi. Tí bo nó thu qua kho quân sự đây ông ạ. Ngay chỗ tôi pick là trung tâm của bo đấy. Tụi ông cứ... Ê! Căn nhà trước mặt 120 có người. Tầng 2 cửa sổ 120. Tầng 2 nhà 2 tầng cơ mà. Biết nhà 2 tầng không? Đấy. Đấy. Nhà 2 tầng còn kia, nhà tầng lửng nó khác ông ơi. Bên này. Đã bảo nhà hay từ bên này cơ mà. Cho quả lựu lên này. Trên nhà có người đây ông ơi, cẩn thận nhá. Không có mìn đâu. Tìm nó. Ủa? Chạy rồi. Nó chạy rồi ông ơi. Dưới này nhiều mìn đó. Nó chạy đâu rồi ta anh em? Chạy lẹ nhở? Thề thằng bé ăn gì chạy lẹ vãi trưởng anh em ơi. Bên này không ai nhà bên này? Ơ nghe thấy chân Dũng à, mình nhầm. Đây rồi bạn ơi, nó chạy này. Nó chạy này, nó chạy này. No. Mày chạy hả em ơi? Thằng bé trong nhà không ơi? Bạn nó lên Dũng ơi. Đây rồi này. 32 à, lên bảng luôn. Ơ vứt lộn mất cây MP40. Ok. Dũng ơi, bạn đã lấy đạn tử liên của mình rồi. Lấy đi. Đạn tử liên đấy bạn. Có không cho mình 3 đạn tử liên đi. Còn 50 viên thôi. Ồ, vậy thôi bạn ơi. Phòng trai nhá, mình đua các trang ngay chưa? Tên của trời hả? Ok luôn.
Tầm này lên cổng trấn sân mạng thôi nha mây, bây giờ có người. Nhà Doraemon lại đây. Nhà Doraemon, Doraemon, quầy cái đậu xanh. Tí đai. Mấy dựng nhiều bóng kèo. Nhà Doraemon nhà bạn ơi, thằng này. Cái đậu xanh này. Muốn gì em ơi? Cắn trộm anh hơi lâu rồi đấy em ạ. Bạn đã qua này. Bạn đã qua này, bạn đã qua này. Bạn đã qua này Dũng ơi, xong luôn hai đứa này. Bạn nó qua hay lắm em ạ. Được. Các chú động phải tìm anh là sai lầm rồi nha em ơi. Quá sai lầm rồi nhá. Có giảm thanh này. Ê xin, chắc. Nhà xanh lá. Nhà xanh lá nào? Từ từ bạn ơi, đã cột máu đâu? Chứ liều vãi trưởng. Thôi qua luôn. Chả nhé bạn qua mình không qua. Còn chưa kịp rút đồ nữa cơ. Có thấy đâu. Nó chạy đâu rồi đấy ông ơi? Quay lại đi rút đồ cái. Ok quay lại rút đồ. Thằng kia nó chạy mất tiêu dịch nghe mày. Một hòm xác ở đây với lại một hòm xác ở trên nhà Doraemon nhá. Giáp ba mới này chết. Đây nãy mình hạ ra đây này. Thả hổ đạn tử liên nhá. Không là thiếu nữa anh em ơi. Mình có 187 viên tử liên rồi. Nó đấy hả? Nó đấy hả? Ok. Lên bả đi. Lên bả đi. Thanh niên. Nó mới nốc thôi ông ạ. Thì có bạn nữa. Còn bạn nữa cơ. Ai, tầm này là còn mấy đây? Còn 7 tim nữa thôi anh em ơi. Cứ mời thôi bạn ơi. Bây giờ đây còn sao nữa. Ok, quay lại cổ trời nhá. Nãy đu cấp treo mạo hiểm vãi trưởng ông ơi. Đúng là môn thể thao đu dây mạo hiểm mà. Rồi xong, thấy chúng nó hạ gục nhau liên tục luôn. Đây ok, tầm này chúng ta sẽ quay lại cuộc chơi và săn mạng nào mọi người. Còn 6 team nữa cơ. Chưa thấy ai cả anh em ơi. Tiếp tục lên trên nào. À, súng điện ông ơi. Nhà biệt thự tầng 2, tầng 2. Một đứa đang đẩy lên nhá. Tìm khác nữa, tìm khác nữa. Bên dưới, bên dưới. Đuổi theo ông ơi. Chúng ta đang xấy nhau này. Ui vãi trưởng. Thế chịu rồi. Nó gây mình để cầu thang nha ông ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Hạ chưa? Hay lắm. Lên bản đi. Một mớ bông keo này. Lên trên thôi anh em ơi. Thằng bé gây mình rồi nha ông ơi, cẩn thận. Nó gây mình ngay cầu thang ấy. Lốp xe bạn ơi. Bên này bạn đây. Bên này bạn đây. Cái đậu xanh này. Hay lắm. Được. Cảm ơn các anh em. Càng quá nhỉ. Mình sẽ cột máu cho full này anh em này. Mấy đứa thủ nhà và cái kết đắng lòng luôn nhá. Có mình biết rồi. Xác thằng này còn chưa kịp lượm đấy cơ. Sao ngay ui. Bom keo quá nhiều rồi này Dũng này. Đợi thêm bom keo này.
5 quả. Đây này, mình tận 13 quả rồi này. Đúng rồi. Lượm nhiều lên ông ơi, tí còn dựng. Chạy bo chứ không? Tầm này đủ chất lượng cho anh em. 13 quả bóng keo. Còn lại 4 đội trận nữa nha. Cố gắng làm sao mà hạ gục nốt 4 đội là win top 1 thôi. Mình ra UAV anh em. Sí. Sao bạn đây? UAV không có người. Đây, đang check. Không có ai nha. Thôi xong, thôi xong. Bọn này hạ gục nhau nhanh thế. Còn lại có 3 team thôi à? Ui. Kill note là 3... À, kill note 3 team là win rồi nha. Ê, 60 này có thính này. Khả năng cao của người ông ấy, cứ chạy qua đi. Chưa thấy ai ông ấy. Bên này nha, Dũng ấy. Ê đây. Một đứa. À, tìm khăn hacker, tìm khăn hacker này. Đậu xanh này, tìm khăn hacker. Qua xử luôn ông ơi. Cái bọn rơm rơm này tính gì? Quất luôn nhỉ anh em. Chạy đâu Hải ơi. Cho này ông ơi. Vào trong luôn. Nhà vệ sinh. Đây rồi, đây rồi, nhà vệ sinh nhá. Nó qua đây ông ơi. Sao ông già này. Hải Lam Dũng. Good game luôn. Lượm thêm ít đạn xuống trường coi anh em. Uầy không có, không có. Bên này coi. Được rồi. Thì ra đâu vậy ta? Mãi dưới, vào bo đi. Tầm này vào bo thôi ông ơi. Đây. Cơ hội chiến thắng lúc này của chúng ta đó là 33% rồi ông ơi. 33,33333% luôn rồi cơ. Còn lại có 2 team mà. Dư giả bóng keo thế này thì không top hơi phí anh em ơi. Ủa? Mà chúng nó đâu nhỉ? Xong thấy ta. Thấy chưa Dũng ơi? Chưa thấy ai cả. Mình cũng chưa thấy ai này. Lên trên đi, chắc cho nó khó quân sự ấy. Bên dưới thì không có rồi. Chỉ có ở trên thôi ông ơi. Ủa? Lên trên cổ này bất lợi với trưởng. Ui, ngoài bo à? Vãi trưởng. Nó ngay ngoài bo ông ơi. Xử thôi. Đâu vậy? Bên dưới chân kia. Dưới chân nào? À đây à? Đâu vậy đây à? Đây à? Chạy à? Chạy Hải mày. Hải lắm đúng không ạ? Good game. Có hai thằng nữa. Kiểu nó hay đứa là win rồi. Hai thằng của đâu để coi nào. Xem cho nó ở đâu anh em ơi. Bên dưới, dưới hả? Cứu thôi. Đâu bọn này, đâu bọn này, hay lắm. Gạt gió thôi. Ui, góc hông đấy hả? Đây bọn này, góc hông này này. Cái đậu xanh. Dựng bóng keo toàn lỗi kiểu này. Còn nó đã. Câu liệu fail giống này. Qua xử nó thôi. Thằng rơm rơm này tính tiền gì? Thằng này tính tiền gì hả ông ơi? Tính tiền gì? Tính tiền gì hả ông ơi? Cái đậu xanh này hay lắm. Nó đâu ấy? Hay lắm em ạ. Hay lắm em ơi. Hạ nó Dũng. Xong bóng keo. Bên này, bên này, bên này Dũng ơi. Cứu nó. Thằng rơm rơm này. Cứu nó Dũng ơi. Hay lắm. Cứu phát top 1 nào. Ăn mừng thôi anh em ơi. Đoạn cuối chơi hơi gãy tí nhưng mà vẫn tốt. Win rồi nhá anh em. 8 kill top 1 này. Chất.
cái bộ trang phục hề ma quái nữ này anh em thấy chất chưa? Ngon lành cái nào nhé mọi người. Dũng tận mấy kill cả căng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.